Chiều nay, thị xã Hương Thủy phối hợp với thành phố Huế thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Tham dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc diễn tập chia làm hai giai đoạn, vận hành cơ chế và thực binh ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 1, thời tiết diễn biến bất thường, khô hạn kéo dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công điện khẩn và kế hoạch tổ chức thực hiện của cơ quan thường trực ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thị xã Hương Thủy tổ chức các hội nghị điều chỉnh kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Hội nghị giao nhiệm vụ bổ sung tổ chức hiệp đồng bảo đảm, triển khai các biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho thành viên ban chỉ đạo. Phần thực binh với tình huống gia đình. Trong những ngày qua, do nắng nóng kéo dài dẫn đến thời tiết hanh khô, hạn hán trên nhiều khu vực các tỉnh phía Bắc, lúc 11 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2023, tại thôn 1B xã Thủy Phu, thị xã Hương Thủy, xuất hiện một đám cháy lớn với diện tích cháy khoảng 1,5 hectare. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Thủy Phu đã tổ chức huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn chữa cháy rừng và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã. Mặc dù rất quyết liệt, khẩn trương, nhưng do gió thổi mạnh, đám cháy đã lan rộng vượt tầm kiểm soát của xã, nguy cơ bùng phát lan sang các khu rừng bên cạnh. Sau khi nhận được báo cáo của xã, thị xã Hương Thủy đã huy động lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân, y tế cùng nhiều phương tiện chữa cháy phối hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng dập tắt đám cháy. Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân và các chủ rừng, nhất là một bộ phận dân cư sống gần rừng, hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại do cháy rừng gây ra, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động trong thực hiện tình trạng khẩn cấp về phòng cháy chữa cháy rừng, các thảm họa về thiên tai của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền trên địa bàn.